Xin chào các bậc phụ huynh, rất vui được gặp lại các bậc phụ huynh cùng các con yêu quý. Các loại cây xanh rất gần gũi với trẻ trong cuộc sống thường ngày. Và để giúp các con tìm hiểu về một số loại cây xanh, trong video ngày hôm nay, xin được gợi ý các bậc phụ huynh một hoạt động đó là vẽ cây dừa. Khi hướng dẫn con vẽ cây dừa, bố mẹ nhắc con ngồi đúng tư thế và cầm bút đúng cách. Đầu tiên, bố mẹ hướng dẫn con vẽ hai nét cong để làm thân cây dừa. Sau đó vẽ các nét ngang để làm các đốt dừa. Và vẽ các nét cong tròn khép kín để làm quả dừa. Sau khi đã vẽ được quả dừa, bố mẹ hướng dẫn các con vẽ lá dừa bằng các nét cong dài. Vẽ các nét xiên để làm các lá nhỏ. Để bức tranh đẹp hơn, có thể hướng dẫn con vẽ thêm một số chi tiết khác như là nền đất hay những cây cỏ và vẽ thêm ông mặt trời. Để bức tranh đẹp hơn, bố mẹ cho con tô màu cho bức tranh. Chọn màu nâu để tô thân cây. Bố mẹ nhắc con tô nhẹ nhàng, tô từ trên xuống dưới và từ trái qua phải. Sau khi đã tô xong thân cây, cho con chọn màu xanh để tô quả. Cũng dùng màu xanh để tô cho lá cây dừa. Khi đã tô xong cây dừa, bố mẹ hướng dẫn con tô các cây cỏ, màu xanh lá cây cho những cây cỏ nhỏ. Với nền đất, bố mẹ hướng dẫn con chọn màu nâu và tô từ viền bên ngoài trước.
Vừa rồi là gợi ý cách hướng dẫn con vẽ cây dừa. Hy vọng các bậc phụ huynh sẽ hướng dẫn các bạn nhỏ ở nhà luôn thể hiện được sự sáng tạo của mình qua hoạt động tạo hình. Khi trẻ vẽ tranh, bố mẹ đừng quên chụp lại những bức tranh của con và gửi lên nhóm lớp. Xin chào và hẹn gặp lại trong